Triều Tiên bị Ủy ban Thế vận hội Quốc tế IOC đình chỉ cho đến cuối năm 2022, có nghĩa là nước này sẽ không tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sau khi không gửi phái đoàn đến Thế vận hội Tokyo vừa qua. Chủ tịch IOC Thomas Bach loan báo ngày 8 tháng 9. Ông Bach trong một cuộc họp báo nói rằng Ủy ban Thế vận hội Quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị đình chỉ cho tới cuối năm 2022 do quyết định đơn phương của nước này không tham dự. Ông Bach cho biết quyết định này có ý nghĩa là Ủy ban Thế vận hội Triều Tiên sẽ không nhận được hỗ trợ tài chính cho thời gian bị đình chỉ và sẽ chắc chắn không nhận được hỗ trợ trước đây bị giữ lại vì những chế tài. Tuy nhiên, những người đứng đầu IOC nói IOC có quyền quyết định cho bất cứ cá nhân vận động viên nào của Triều Tiên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và có quyền tái xét thời hạn nước này bị đình chỉ. Triều Tiên là nước duy nhất không gửi vận động viên đến Olympic Tokyo vừa qua và IOC cho biết đã cảnh báo Triều Tiên hậu quả nếu không tham dự.